Trong lúc làm việc trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mỗi khi đến lượt chọn nhạc để gửi về cho thính giả Việt Nam, cũng có lúc, thật ra thì tôi rất nhiều lần muốn chọn nhưng mà không thể chọn hoài một bài được. Nhưng cũng đã nhiều lần tôi chọn bài Một Thủ Yêu Đà để Mai Hương hát cho thính giả còn ở Việt Nam nghe. Nhưng trong lòng tôi thật ra tôi cũng muốn để nhạc sĩ Hoàng Trọng, lúc đó còn kẹt ở Việt Nam, nếu có dịp nghe lại được thì cũng như là tạo một cái sự cảm thông giữa một người nghệ sĩ ở phương trời xa vẫn nhớ tới ông, vẫn dùng những ca khúc của ông để tỏ cái lòng thương mến dành cho riêng ông. Tôi không biết là tôi cũng chưa có dịp hỏi là trong thời gian ở Việt Nam thì nhạc sĩ Hoàng Trọng có cơ hội để nghe Mai Hương hát Một Thủ Yêu Đà hay không. Nhưng mà có một sự tình cờ rất thích thú là khi làm chương trình này thì chính nhạc sĩ Hoàng Trọng đã chọn Mai Hương hát Một Thủ Yêu Đà. Tôi cho rằng đó là một sự chọn lựa không có nhầm lẫn chút xíu nào và rất đúng. Bởi vì giọng hát của Mai Hương suốt từ năm 1956 tới giờ lúc nào cũng nồng nàn và tha thiết. Thưa quý vị, Mai Hương với Một Thủ Yêu Đà